À, chào các bạn nha. À, mình vừa nhận được thùng phôi của anh Mạnh Thắng. Anh Mạnh Thắng ở ngoài Hà Nội các bạn có gửi tặng cho mình thùng phôi này ha. Thì hôm nay mình sẽ review cái thùng phôi này cho các bạn xem nha. Thì hôm nay anh Thắng gửi vào đa phần là cái sabuche nha các bạn. Đa phần là phôi sabuche ha. À, có một vài loại gỗ tinh tinh nữa như là mung mung đua cong với lại gỗ cẩm các bạn. Ok, thùng gỗ rất là nhiều nha các bạn. Giờ mình sẽ đổ ra cho các bạn xem nha. Khá là nhiều nha các bạn, rất là nhiều luôn. Đa phần là cây sabuche chạc tự nhiên các bạn, có vài cái phôi gỗ. Hôm nay là gỗ sưa nha các bạn, gỗ sưa đỏ nha. Có một vài loại ha. Hôm nay là gỗ cẩm các bạn, còn lại toàn bộ là sabuche nha các bạn. Rất là nhiều ha. Rồi, cảm ơn anh Mạnh Thắng rất nhiều nha. Chúc anh Mạnh Thắng và gia đình được nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn anh đã tiếp lửa đam mê cho anh em nha. Rồi.
ha, chào các bạn nha. Đây là cây sabuche ha. Sabuche này nó bị cháy nha các bạn. Nó cháy, nhìn cái màu nó cũng rất là độc ha. À, sabuche chạc táp nha. À, bữa nay mình test cái viên thuốc nha các bạn. Mình vừa đi vừa bắn cái viên thuốc nha các bạn. Rất là may mắn nha các bạn, rất là may mắn luôn ha. Người ta cây sabuche chặt tám nha các bạn. À, đây nè, bị cháy nha các bạn, bị cháy thành than luôn các bạn. Vô tình thì lại nhìn nó rất là hay ha, cái kiểu luôn các bạn. Rồi, ok, cảm ơn các bạn để xem video nha. Nhớ đăng ký để xem nhiều mẫu ná hơn nha. Cảm ơn các bạn.